Chào mừng các em đã đến với VK sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 2 Giới hạn của hàm số Một la mã Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm Một nhỏ Định nghĩa Hoạt động 1 Xét hàm số Fx bằng Tỷ số 2 nhân x bình phương trừ 2x chia x trừ 1. Một nhỏ, cho biến x những giá trị khác một lập thành dãy số xn. xn tiến tới 1 như trong bảng sau. x1 bằng 2, tương ứng với fx1. x2 bằng 3 phần 2, tương ứng với fx2. x3 bằng 4 phần 3, tương ứng với fx3 x4 bằng 5 phần 4 tương ứng với fx4, vân vân. xn bằng tỷ số n cộng 1 gn n tương ứng với fxn. Khi đó các giá trị tương ứng của hàm số fx1, fx2, vân vân, fxn, vân vân cũng lập thành một dãy số mà ta ký hiệu là fxn. A nhỏ chứng minh rằng fxn bằng 2 nhân xn bằng 2n cộng 2 n. B nhỏ, tìm giới hạn của dãy số fxn. Hai nhỏ, chứng minh rằng với dãy số bất kỳ xn, xn khác 1 và xn tiến tới 1, ta luôn có fxn tiến tới 2. Với tính chất thể hiện trong câu 2, ta nói hàm số fx bằng tỷ số 2 nhân x bình phương trừ 2x chia x trừ 1, có giới hạn là 2 khi x dần tới 1. Dưới đây, thay cho các khoảng AB trừ vô cùng B A dương vô cùng hoặc trừ vô cùng dương vô cùng ta viết chung là khoảng K. Định nghĩa Định nghĩa 1 Cho khoảng K chứa điểm x0 và hàm số y bằng fx xác định trên k hoặc trên k hiệu x0. Ta nói hàm số y bằng fx có giới hạn là số n khi x dần tới x0. Nếu với dãy số xn bất kỳ, xn thuộc k hiệu x0 và xn tiến tới x0, ta có fxn tiến tới nl. Ký hiệu lim của fx khi x tiến tới x0 bằng nl hay fx tiến tới nl khi x tiến tới x0. Ví dụ 1 cho hàm số fx bằng tỷ số x bình phương trừ 4 chia x cộng 2. Chứng minh rằng lim của fx khi x tiến tới trừ 2 bằng trừ 4. Giải, hàm số đã cho xác định trên r hiệu trừ 2. Giả sử xn là một dãy số bất kỳ, thỏa mãn xn khác trừ 2 và xn tiến tới trừ 2 khi n tiến tới dương vô cùng. Ta có lim của fx bằng lim của tỷ số xn bình phương trừ 4 chia xn cộng 2 bằng lim của tỷ số mở ngoặt xn cộng 2 đóng ngoặt nhân mở ngoặt xn trừ 2 đóng ngoặt chia mở ngoặt xn cộng 2 đóng ngoặt bằng lim của mở ngoặt xn trừ 2 đóng ngoặt bằng trừ 4 do đó lim fx khi x tiến tới trừ 2 bằng trừ 4 Lưu ý rằng, mặc dù fx không xác định tại x bằng trừ 2, nhưng hàm số lại có giới hạn là trừ 4, khi x tiến tới trừ 2. Nhận xét, liêm của x bằng x0 khi x tiến tới x0, liêm của c bằng c khi x tiến tới x0, với c là hằng số. Hai nhỏ, định lý về giới hạn hữu hạn. Ta thừa nhận định lý sau đây. Định lý 1, A nhỏ Giả sử lim fx khi x tiến tới x0 bằng nl và lim của gx khi x tiến tới x0 bằng m. Khi đó, lim của mở ngoặc vuông fx cộng gx đóng ngoặc vuông khi x tiến tới x0 bằng nl cộng m. Lim của mở ngoặc fx trừ gx đóng ngoặc khi x tiến tới x0 bằng nl trừ m lim của mở ngoặc fx nhân gx đóng ngoặc khi x tiến tới x0 bằng n nhân m lim của fx chia gx khi x tiến tới x0 bằng n chia m với m khác không b nhỏ nếu fx lớn hơn hoặc bằng không và lim fx khi x tiến tới x0 bằng n thì n lớn hơn hoặc bằng không và lim của căn bậc 2 của fx khi x tiến tới x0 bằng căn bậc 2 của l. Dấu của fx được xét trên khoảng đang tìm giới hạn với x khá x0. Ví dụ 2. Cho hàm số fx bằng tỷ số x bình phương cộng 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của x. Tìm lim của fx khi x tiến tới 3. Giải theo định lý 1 ta có lim của f(x) khi x tiến tới 3 bằng lim của tỉ số x bình phương cộng 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của x khi x tiến tới 3 bằng lim của mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc khi x tiến tới 3 chia cho lim của 2 nhân căn bậc 2 của x khi x tiến tới 3 bằng lim của x bình phương khi x tiến tới 3 cộng liêm của 1 khi x tiến tới 3, chia liêm của 2 khi x tiến tới 3, nhân với liêm của căn bậc 2 của x khi x tiến tới 3, bằng, Liêm của x khi x tiến tới 3, nhân, liêm của x khi x tiến tới 3, cộng, liêm của 1 khi x tiến tới 3, Tất cả chia cho, liêm của 2 khi x tiến tới 3, nhân, căn bậc 2 của, liêm của x khi x tiến tới 3, bằng, 3 nhân 3 cộng 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của 3 bằng 5 phần căn bậc 2 của 3. Ví dụ 3. Tính liêm của tỷ số x bình phương cộng x trừ 2 chia x trừ 1 khi x tiến tới 1. Giải vì x trừ 1 tiến tới 0 khi x tiến tới 1 nên ta chưa thể áp dụng định lý 1 nêu trên. Nhân với x khác 1, ta có x bình phương cộng x trừ 2 chia x trừ 1 bằng mở ngoặt x trừ 1, đóng ngoặt nhân, mở ngoặt x cộng 2, đóng ngoặt chia x trừ 1 bằng x cộng 2. Do đó, liêm của x bình phương cộng x trừ 2 chia x trừ 1 khi x tiến tới 1 bằng x lim của tỷ số mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x cộng 2 đóng ngoặc chia x trừ 1 khi x tiến tới 1 bằng lim của mở ngoặc x cộng 2 đóng ngoặc khi x tiến tới 1 bằng 3 ba nhỏ giới hạn một bên trong định nghĩa một về giới hạn hữu hạn của hàm số khi x tiến tới x0 ta xét dãy số xn bất kỳ xn thuộc k hiệu x0 và xn tiến tới x0. Giá trị xn có thể lớn hơn hay nhỏ hơn x0. Nếu ta chỉ xét các dãy xn mà xn luôn lớn hơn x0 hay luôn nhỏ hơn x0 thì ta có định nghĩa giới hạn một bên như dưới đây. Định nghĩa 2. Cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng x0 b. Số n được gọi là giới hạn bên của hàm số y bằng fx khi x tiến tới x0 nếu với dãy số xn bất kỳ x0 nhỏ hơn xn nhỏ hơn b và x0 tiến tới xn ta có fxn tiến tới nl ký hiệu lim fx bằng nl khi x tiến tới x0 cộng cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng A x0, số n được gọi là giới hạn bên trái của hàm số y bằng fx khi x tiến tới x0. Nếu với dãy số xn bất kỳ, a nhỏ hơn xn nhỏ hơn x0 và xn tiến tới x0, ta có fxn tiến tới nl. Ký hiệu liêm fx khi x tiến tới x0 trừ bằng nl. Ta thừa nhận định lý sau đây. Định lý 2. Lim của Fx khi x tiến tới x0 bằng L khi và chỉ khi Lim của Fx khi x tiến tới x0 trừ bằng Lim của Fx khi x tiến tới x0 cộng bằng L. Ví dụ 4. Cho hàm số Fx bằng 5x cộng 2 nếu x lớn hơn hoặc bằng 1. Ta đặt là biểu thức 1 và Fx bằng x bình phương trừ 3 nếu x nếu x nhỏ hơn 1. Ta đặt là biểu thức 2. Tìm lim của fx khi x tiến tới 1 trừ, lim của fx khi x tiến tới 1 cộng, và lim của fx khi x tiến tới 1 nếu có. Giải, ta có lim của fx khi x tiến tới 1 trừ, bằng lim của mở ngoặt x bình phương trừ 3 đóng ngoặt bằng 1 bình phương trừ 3 bằng trừ 2. Lim của fx khi x tiến tới 1 cộng bằng lim của mở ngoặc 5x cộng 2 đóng ngoặc khi x tiến tới 1 cộng bằng 5 x 1 cộng 2 bằng 7. Như vậy khi x dần tới 1 thì hàm số fx có giới hạn bên trái là trừ 2 và giới hạn bên phải là 7. Theo định lý 2, lim của fx khi x tiến tới 1 không tồn tại vì lim của fx khi x tiến tới 1 trừ khác với lim của fx khi x tiến tới 1 cộng. Hoạt động 2. Trong biểu thức 1 xác định hàm số y bằng fx ở ví dụ 4, cần thay số 2 bằng số nào để hàm số có giới hạn khi x tiến tới 1. Hai ra mã. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực. Hoạt động 3. Cho hàm số fx bằng tỷ số 1 chia x từ 2 có đồ thị như ở hình 52. 2. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Quan sát đồ thị và cho biết, khi biến x dần tới dương vô cực, thì fx dần tới giá trị nào? Khi biến x dần tới âm vô cực, thì fx dần tới giá trị nào? Định nghĩa 3. A nhỏ. Cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng A dương vô cực. Ta nói hàm số y bằng fx có giới hạn là số n khi x tiến tới dương vô cực nếu với dãy số xn bất kỳ xn lớn hơn a và xn tiến tới dương vô cực ta có fx tiến tới nl ký hiệu lim fx khi x tiến tới dương vô cực bằng nl hay fx tiến tới nl khi x tiến tới dương vô cực b nhỏ cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng âm vô cực a ta nói hàm số y bằng f(x) có giới hạn là số nL khi x tiến tới âm vô cực nếu với dãy số xn bất kỳ xn nhỏ hơn a và xn tiến tới âm vô cực ta có f(x) tiến tới nL ký hiệu lim của f(x) khi x tiến tới âm vô cực bằng nL hay f(x) tiến tới nL khi x tiến tới âm vô cực ví dụ 5 cho hàm số fx bằng tỷ số 2x cộng 3 chia x trừ 1. Tìm liêm của fx khi x tiến tới âm vô cực và liêm của fx khi x tiến tới dương vô cực. Giải, hàm số đã cho xác định trên khoảng âm vô cực 1 và trên khoảng 1 dương vô cực. Giả sử xn là một dãy số bất kỳ, thỏa mãn xn nhỏ hơn 1 và xn tiến tới âm vô cực. Ta có lim của fx bằng lim của tỷ số 2 nhân xn cộng 3 chia xn trừ 1 bằng lim của tỷ số 2 cộng 3 chia xn chia 1 trừ 1 chia xn bằng 2. Vậy lim của fx khi x tiến tới dương vô cực bằng lim của 2x cộng 3 chia x trừ 1 khi x tiến tới dương vô cực bằng 2. Giả sử xn là một dãy số bất kỳ, thỏa mãn xn lớn hơn 1 và xn tiến tới dương vô cực. Ta có lim của fxn bằng lim của tỷ số 2xn cộng 3 chia xn trừ 1 bằng lim của tỷ số 2 cộng 3 chia xn chia 1 trừ 1 chia Sn bằng 2. Vậy lim của Fx khi x tiến tới dương vô cực bằng lim của 2x cộng 3 chia x trừ 1 khi x tiến tới dương vô cực bằng 2. Chú ý, A nhỏ với C, K là các hằng số và K nguyên dương, ta luôn có lim của C khi x tiến tới dương vô cực bằng C. Lim của C khi x tiến tới âm vô cực bằng C. Lim của tỷ số C chia x mũ k khi x tiến tới dương vô cực bằng 0. Lim của tỷ số C chia x mũ k khi x tiến tới âm vô cực bằng 0. B nhỏ, định lý 1 về giới hạn hữu hạn của hàm số khi x tiến tới x0 vẫn còn đúng khi x tiến tới dương vô cực hoặc x tiến tới âm vô cực. Ví dụ 6. Tìm lim của tỷ số 3x bình phương trừ 2x chia x bình phương cộng 1 khi x tiến tới dương vô cực. Giải chia cả tử và mẫu cho x bình phương ta có lim của tỷ số 3x bình phương trừ 2x chia x bình phương cộng 1 khi x tiến tới dương vô cực bằng lim của tỷ số 3 trừ 2 chia x chia 1 cộng 1 chia x bình phương khi x tiến tới dương vô cực bằng lim của mở ngoặc 3 trừ 2 chia x đóng ngoặc khi x tiến tới dương vô cực chia cho lim của mở ngoặc 1 cộng 1 chia x bình phương đóng ngoặc x, -x, x tiến tới dương vô cực bằng tỷ số lim của 3 khi x tiến tới dương vô cực trừ lim của 2 chia x khi x tiến tới dương vô cực tất cả chia cho liêm của một khi x tiến tới dương vô cực cộng liêm của một chia x bình phương khi x tiến tới dương vô cực bằng 3 trừ 0 chia 1 cộng 0 bằng 3. Ba la mã giới hạn vô cực của hàm số. Một nhỏ giới hạn vô cực. Các định nghĩa về giới hạn dương vô cực hoặc âm vô cực của hàm số được phát biểu tương tự các định nghĩa một 2 hay 3 ở trên. Chẳng hạn, giới hạn âm vô cực của hàm số y bằng fx khi x dần tới dương vô cực được định nghĩa như dưới đây. Định nghĩa 4 Cho hàm số y bằng fx xác định trên khoảng A dương vô cực. Ta nói hàm số y bằng fx có giới hạn là âm vô cực khi x tiến tới dương vô cực nếu với dãy số xn bất kỳ. xn lớn hơn A và xn tiến tới dương vô cực ta có fxn tiến tới âm vô cực ký hiệu liêm của fx khi x tiến tới dương vô cực bằng âm vô cực hay fx tiến tới âm vô cực khi x tiến tới dương vô cực nhận xét liêm của fx khi x tiến tới dương vô cực bằng dương vô cực khi và chỉ khi Lim của mở ngoặc trừ fx đóng ngoặc khi x tiến tới dương vô cực bằng âm vô cực. Hai nhỏ một vài giới hạn đặc biệt. A nhỏ liêm của x mũ k khi x tiến tới dương vô cực bằng dương vô cực với k nguyên dương. B nhỏ Lim của x mũ k khi x tiến tới âm vô cực bằng âm vô cực nếu k là số lẻ. C nhỏ liêm của x mũ k khi x tiến tới âm vô cực bằng dương vô cực nếu k là số chẵn ba nhỏ một vài quy tắc về giới hạn vô cực định lý về giới hạn của tích và thương hai hàm số chỉ áp dụng được khi tất cả các hàm số được xét có giới hạn hữu hạn sau đây là một vài quy tắc tính giới hạn của tích và thương hai hàm số khi một trong hai hàm số đó có giới hạn vô cực a nhỏ Quy tắc tìm giới hạn của tích fx nhân gx Nếu lim của fx khi x tiến tới x0 bằng L khác 0 và lim của gx khi x tiến tới x0 bằng dương vô cực hoặc âm vô cực thì lim của fx nhân gx khi x tiến tới x0 được tính theo quy tắc cho trong bảng sau. Lim của fx khi x tiến tới x0 bằng L lớn hơn 0 có hai trường hợp. Liêm gx khi x tiến tới x0 bằng dương vô cực. Thì liêm của fx nhân gx khi x tiến tới x0 bằng dương vô cực. Trường hợp 2. Liêm của gx khi x tiến tới x0 bằng âm vô cực. Thì liêm của fx nhân gx khi x tiến tới x0 bằng âm vô cực. Trường hợp liêm của fx khi x tiến tới x0 bằng nl nhỏ hơn 0 thì có hai trường hợp Trường hợp 1, lim gx khi x tiến tới x0 bằng dương vô cực thì lim của fx nhân gx khi x tiến tới x0 bằng âm vô cực Trường hợp 2, lim của gx khi x tiến tới x0 bằng âm vô cực thì lim của fx nhân gx khi x tiến tới x0 bằng dương vô cực B nhỏ, quy tắc tìm giới hạn của thương Fx chia Gx. Lim của Fx khi x tiến tới x0 bằng L. Lim của Gx khi x tiến tới x0 bằng cộng trừ vô cực. Dấu của Gx tùy ý thì lim của Fx chia Gx khi x tiến tới x0 bằng 0. Trường hợp Liêm của Fx khi x tiến tới x0 bằng L lớn hơn 0. Liêm của Gx khi x tiến tới x0 bằng 0. Dấu của Gx dương thì liêm của Fx chia Gx khi x tiến tới x0 có giá trị là dương vô cực. Dấu của Gx âm thì liêm của Fx chia Gx khi x tiến tới x0 bằng âm vô cực. Trường hợp lim của fx khi x tiến tới x0 bằng n nhỏ hơn 0. Lim của gx khi x tiến tới x0 bằng 0. Dấu của gx dương thì lim của tỷ số fx chia gx khi x tiến tới x0 bằng âm vô cực. Dấu của gx âm thì lim của fx chia gx khi x tiến tới x0 bằng dương vô cực. Các quy tắc trên vẫn đúng cho các trường hợp x tiến tới x không cộng x tiến tới x không trừ x tiến tới dương vô cực và x tiến tới âm vô cực dấu của g x xét trên khoảng đang tính giới hạn với x khác x không ví dụ 7 tìm lim của mở ngoặc x mũ 3 trừ 2 x đóng ngoặc khi x tiến tới âm vô cực giải ta có mở ngoặc x mũ 3 trừ 2 x đóng ngoặc bằng x mũ 3 nhân mở ngoặt 1 trừ 2 chia x bình phương đóng ngoặt. Vì liêm của x mũ 3 khi x tiến tới âm vô cực, bằng âm vô cực và liêm của mở ngoặt 1 trừ 2 chia x bình phương đóng ngoặt khi x tiến tới âm vô cực bằng 1 lớn hơn 0, nên liêm của x mũ 3 mở ngoặt 1 trừ 2 chia x, X bình phương đóng ngoặc Khi X tiến tới âm vô cực Bằng âm vô cực Vậy lim của mở ngoặc X mũ 3 trừ 2 X đóng ngoặc Khi X tiến tới âm vô cực Bằng lim của X mũ 3 mở ngoặc 1 trừ 2 chia X bình phương đóng ngoặc Khi X tiến tới âm vô cực Bằng âm vô cực Ví dụ 8 Tính các giới hạn sau A nhỏ Lim của tỷ số 2x 3 chia x 1 khi x tiến tới 1 trừ B nhỏ Lim của tỷ số 2x 3 chia x 1 x tiến tới 1 cộng Giải A nhỏ Ta có lim của mở ngoặt x 1 đóng ngoặt bằng 0 khi x tiến tới 1 trừ x 1 nhỏ hơn 0 với mọi x nhỏ hơn 1. Và liêm của mở ngoặt 2x 3 đóng ngoặt khi x tiến tới 1 trừ bằng 2 nhân 1 trừ 3 bằng trừ 1 nhỏ hơn 0. Do đó, liêm của tỷ số 2x 3 chia x 1 khi x tiến tới 1 trừ bằng dương vô cực. B nhỏ, ta có liêm của mở ngoặt x trừ 1 đóng ngoặc khi x tiến tới một cộng bằng 0 x trừ 1 lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn 1 và lim của mở ngoặc 2x trừ 3 đóng ngoặc x tiến tới một cộng bằng 2 nhân 1 trừ 3 bằng trừ 1 nhỏ hơn 0 do đó lim của tỷ số 2x trừ 3 chia x trừ 1 khi x tiến tới một cộng bằng 2 âm vô cực. Bài tập Bài tập 1 Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau A nhỏ Lim của tỷ số X cộng 1 chia 3X trừ 2 Khi X tiến tới 4 B nhỏ Lim của tỷ số 2 trừ 5 nhân X bình phương Chia X bình phương cộng 3 Khi X tiến tới dương vô cực Bài tập 2 cho hàm số fx bằng căn bậc 2 của x cộng 1 nếu x lớn hơn hoặc bằng 0 và fx bằng 2x nếu x nhỏ hơn 0 và các dãy số un với un bằng 1 chia n vn với vn bằng trừ 1 chia n tính liêm của un liêm của vn liêm của fun và liêm của fvn từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã cho khi x tiến tới 0? Bài tập 3 Tính các giới hạn sau A nhỏ Lim của tỷ số x bình phương trừ 1 chia x cộng 1 khi x tiến tới trừ 3 B nhỏ Lim của tỷ số 4 trừ x bình phương chia x cộng 2 khi x tiến tới trừ 2 C nhỏ Lim của tỷ số căn bậc 2 của x cộng 3 trừ 3 chia x trừ 6. D nhỏ, liêm của tỷ số 2x trừ 6 chia 4 trừ x, khi x tiến tới dương vô cực. E nhỏ, liêm của tỷ số 17 chia x bình phương cộng 1, khi x tiến tới dương vô cực. F nhỏ, liêm của tỷ số trừ 2x bình phương cộng x trừ 1 chia cho 3 cộng x khi x tiến tới dương vô cực. Bài tập 4 Tìm các giới hạn sau A nhỏ Lim của tỷ số 3x trừ 5 chia Mở ngoặt x trừ 2 đóng ngoặt bình phương khi x tiến tới 2 B nhỏ Lim của tỷ số 2x trừ 7 chia x trừ 1 khi x tiến tới 1 trừ C nhỏ Lim của tỷ số 2x 7 chia x 1 Khi x tiến tới 1 cộng Bài tập 5 Cho hàm số fx bằng tỷ số x cộng 2 chia x bình phương trừ 9 Có đồ thị như trên hình 53 Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm A nhỏ Quan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá trị hàm số đã cho khi x tiến tới âm vô cực, x tiến tới 3 trừ, và x tiến tới trừ 3 cộng. B nhỏ Kiểm tra các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau. Lim của fx khi x tiến tới âm vô cực, với fx được xét trên khoảng âm vô cực, âm 3. Lim của fx khi x tiến tới 3 trừ, với fx được xét trên khoảng âm 3, 3, lim của fx, khi x tiến tới âm 3 cộng với fx được xét trên khoảng âm 3, 3. Bài tập 6, tính A nhỏ, lim của mở ngoặt x mũ 4 trừ x bình phương cộng x trừ 1 đóng ngoặt khi x tiến tới dương vô cực B nhỏ, lim của, mở ngoặt, trừ 2 nhân x mũ 3, cộng 3x bình phương, trừ 5, đóng ngoặt, khi x tiến tới âm vô cực. C nhỏ, lim của, căn bậc 2, x bình phương, trừ 2x, cộng 5, khi x tiến tới âm vô cực. D nhỏ, lim của tỷ số, căn bậc 2 của x bình phương, cộng 1, cộng x chia cho 5 trừ 2x khi x tiến tới dương vô cực. Bài tập 7. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là F. Gọi D nhỏ và D phẩy lần lượt là khoảng cách từ một vật thật AB và từ ảnh A phẩy B phẩy của nó tới quan tâm ô của thấu kính. Hình 54 các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Công thức thấu kính là 1 trên D cộng 1 trên D phẩy bằng 1 trên F. A nhỏ, tìm biểu thức xác định hàm số D' phải bằng phi D. B nhỏ, tìm lim của phi D khi D tiến tới F cộng. Lim của phi D khi D tiến tới F trừ. Và lim của phi D khi D tiến tới dương vô cực. Giải thích ý nghĩa các kết quả tìm được. Bạn có biết Nhà bác học Anh Newton, 1642-1727, là người đầu tiên đề xuất thuật ngữ giới hạn, dịch từ chữ Latin Limis, có nghĩa là bờ, mép hay biên giới. Tuy nhiên, chính Sieding, 1684-1750, sau đó Robins, 1697-1751, Cauchy 1789-1857 mới đưa ra các định nghĩa về khái niệm này. Nhà toán học Đức Weierstrass đã trình bày một định nghĩa hiện đại về khái niệm giới hạn gần giống với định nghĩa sau đây mà ngày nay vẫn thường được dùng trong toán học. Số B được gọi là giới hạn của hàm số y bằng fx khi x tiến tới a. Nếu với mỗi epsilon lớn hơn 0, tồn tại delta lớn hơn không sao cho với x khác a và trị tuyệt đối của x trừ a nhỏ hơn delta thì bất đẳng thức trị tuyệt đối của fx trừ b nhỏ hơn epsilon được thực hiện từ điển toán học nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật năm 1993 ký hiệu lim mà ta dùng ngày nay là do nhà toán học thụy sĩ Riller năm 1750 1840 đưa ra vào năm 1786 như vậy khái niệm giới hạn chỉ mới ra đời ở thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, tư tưởng giới hạn đã xuất hiện rất sớm ở nhiều nhà bác học thời cổ đại. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.